những vị trí không nên lắp đặt router wifi router wifi là bộ định tuyến wifi hay còn gọi là cục phát wifi cho phép bạn chia sẻ kết nối internet của mình với máy tính điện thoại và các thiết bị sử dụng mạng khác trong nhà thông qua sóng wifi vị trí đặt router wifi quyết định chất lượng mạng nhà bạn việc đặt router wifi không đúng vị trí sẽ khiến sóng internet nhà bạn bị yếu giảm tốc độ truy cập những vị trí sau không nên lắp đặt router wifi cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé Số 1. Vị trí gần gương, trong tủ kính. Gương, tủ kính vừa là vật cản lại vừa là vật có khả năng phản tín hiệu. Việc đặt router Wi-Fi gần gương hay tủ kính sẽ khiến tốc độ Wi-Fi chập chờn, sự kết nối giữa các thiết bị thiếu ổn định. Do đó, tủ kính hay nơi gần gương là vị trí không nên đặt router Wi-Fi. Số 2. Vị trí gần kệ bếp, điện thoại bàn. Các thiết bị router Wi-Fi, điện thoại và kể cả lò vi sóng luôn phát ra những giải sóng khi hoạt động. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sóng wifi trong nhà bạn. Số 3. Góc tường, nơi đặt TV Nhiều người cho rằng việc lắp đặt router wifi ở góc tường hay gần TV vừa giúp tiết kiệm diện tích lại vừa thuận tiện, giúp phủ sóng rộng cho khu vực. Tuy nhiên, đây là vị trí không nên đặt router wifi vì sẽ khiến cho tốc độ truyền tải mạng bị chập chờn. Đây là nơi có sóng từ trường hoạt động mạnh, làm cho router wifi bị nhiễu. Đặt router wifi ở đâu là tốt nhất? vị trí trung tâm căn nhà sóng wifi sẽ được phủ đều khắp căn nhà tạo sự thuận tiện cho người sử dụng nơi cao kệ sát đỉnh tủ là những vị trí thích hợp để đặt rau tơ wifi điều này giúp sóng wifi lan rộng hơn và không bị chắn bởi các vật cản các vị trí thoáng tránh các vật cản lớn như bờ tường bê tông cửa dày hoặc các vật dụng kim loại lớn trên đây là những vị trí không nên đặt cục wifi hãy lưu ý và áp dụng cho nhà mình nhé chúc bạn vui vẻ